James Wiseman đã làm gì sai khi chơi rất hay nhưng vẫn bị đóng băng trên ghế dự bị? Dù rất cần một trung phong thi đấu, thế nhưng huấn luyện viên Steve Kerr đã bất ngờ chôn chân James Wiseman trên ghế dự bị trong trận Warriors gặp LA Clippers. Vậy lý do vì sao? Trong trận đấu gặp LA Clippers, tân binh James Wiseman của Golden State Warriors chỉ ra sân đúng 12 phút trong hiệp 4. Lúc anh vào sân cũng là thời điểm trận đấu coi như đã an bài. LA Clippers đã bỏ xa Warriors với tỷ số 104-68, cách biệt lên đến 36 điểm. Có mặt trên sân 12 phút, Wiseman ghi 14 điểm, có 7 rebound, 6/7 field goal cùng sự máu lửa và nhiệt huyết. Màn trình diễn này khiến cổ động viên Warriors thắc mắc vì sao James Wiseman không được ra sân ngay từ đầu. Nhất là khi đối thủ khá mạnh và Golden State Warriors cũng bị khuyết vị trí trung phong. Hóa ra, tất cả đã nằm trong sự tính toán của huấn luyện viên Steve Kerr, người đã thẳng tay trừng trị học trò vì mắc lỗi trong thời gian nghỉ All-Star. Theo chia sẻ từ vị thuyền trưởng của Warriors, James Wiseman đã không có mặt để thực hiện xét nghiệm COVID-19 theo quy định của NBA. Việc xét nghiệm thường xuyên là một điều bắt buộc trong các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh của không chỉ NBA mà còn là toàn bộ 30 đội bóng, giúp giải đấu được duy trì tổ chức và sớm tìm ra ca nhiễm để khoanh vùng cách ly nếu kết quả xét nghiệm dương tính. Đối với huấn luyện viên Steve Kerr, Wiseman vắng mặt trong buổi xét nghiệm là điều không thể chấp nhận được vì nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đội bóng. Steve Kerr chia sẻ, đó là một sai lầm mà cậu ấy cần phải nhận thức được tầm quan trọng của nó. Vì không xét nghiệm, Wiseman sẽ phải cách ly tại nhà đủ số ngày và thực hiện đủ lần xét nghiệm trước khi hội quân trở lại. Tôi rất muốn cậu ấy ra sân. Trước đó, tôi cũng rất muốn cậu ấy có thể tập luyện cùng toàn đội. Nhưng có những thứ quan trọng hơn và tôi khá thất vọng khi cậu ấy mắc sai lầm này. Khoảng 3 tiếng trước giờ thi đấu trận gặp LA Clippers, Golden State Warriors nhận tin từ NBA rằng James Wiseman đã được cho phép ra sân. Tuy nhiên, huấn luyện viên Steve Kerr đã quyết định thực hiện án phạt nội bộ, đóng băng Wiseman trên ghế dự bị và chỉ cho anh vào sân khi trận đấu đã an bài. James Wiseman chia sẻ, tôi biết đó là một lỗi rất nặng. Tôi có thể đã gây ảnh hưởng xấu đến cho đội bóng nếu kịch bản tệ nhất xảy ra. Chắc chắn tôi sẽ không tái phạm. Bản thân tôi cũng không vui vì mình đã phạm phải sai lầm ngớ ngẩn này. Vậy nên tôi đã trực tiếp tìm đến ban huấn luyện để xin lỗi. Khi được vào sân, tôi muốn thể hiện hết mình, giữ sự chuyên nghiệp và quyết tâm thi đấu. Huấn luyện viên Steve Kerr cũng chia sẻ sau trận đấu, đó là điều mà tôi muốn thấy từ Wiseman. Cậu ấy đã đáp lại đúng những gì tôi kỳ vọng. Là một cầu thủ chuyên nghiệp, cậu ấy sẽ biết điều gì quan trọng nhất đối với mình. Nhưng cũng là một cầu thủ trẻ, cậu ấy cần được định hướng để trưởng thành một cách tốt nhất. Tôi rất vui vì cậu ấy nhận được điều đó. Ở lượt trận tiếp theo, James Wiseman sẽ không còn phải chịu án phạt nội bộ nào nữa. Tại đây, anh sẽ một lần nữa cần phải thể hiện mình có những gì, vì đối thủ bên kia chiến tuyến sẽ là Utah Jazz, đội bóng số 1 NBA vào lúc này.